Còn đây vợ chồng bảo nhau
Con chữ dặn là không được đặt tên là Tùng đâu nhá. Cơm. Nhớ chưa? Đi về là bây giờ đi yên thôi. Trời nó nấu rồi. Con. Rồi đây kêu cầu các cụ để cho con được bận buồn suy đó á. Mà khỏe mạnh con cái cho nó đẻ về. Con nhớ chưa? Thế còn đây thế có cần phục hộ cho mua nhà mua cửa trên Hà Nội không? Thế để cứ chịu khó làm đi trong dạy học ý từ phụ thêm đến vào cho kéo khách chơi kéo cước các cháu học sinh nhà trường người ta quý rồi là có đồng ra đồng vào rồi mà ê, mua gian cửa gian nhà rồi là đây thôi trước mắt thì chưa có tiền mua nhà dưới mặt đất thì mua cái nhà chung cư con nhớ chưa đấy còn phụ quý mày lắm đấy về làm dâu mà ngoan đi quý nhanh lắm đấy quý nhất đấy. Nhưng mà phải đẻ cho cụ hai ba đứa vào. Có đợt này cụ lên thì vừa rồi lên là cụ lên cụ phục hộ cho mày chữa đẻ. Thế là đây cụ ở nhà thế là cuối cùng là cái đồ đạc lồ niêu trong chảo bát đũa của cụ mất hết. Thế là cụ về cụ mới báo mộng cho thằng Tú với mày biết. Để về bảo bố mẹ mày phải đi lập tức đi tìm cụ ngay. Thế là bố mẹ mày tung tăng gái là cũng lên luôn. Thế cái về đây thì nè về đợt này bố mẹ cháu về tạm mồ mả ông bà mấy các cụ mấy chú cháu thì nè mày về mày biếu bố mẹ mày mấy đồng để về tạm mồ tạm mả các cụ nhà mình cho đẹp nhớ chưa. Đấy. Thế còn đây đẻ là không được đặt tên Phạm nhá. Này cho mày cái dùng cái già. Thế thôi nhá cháu Dinh nhá. Để cụ nói chuyện với mẹ mày. À này cụ dặn đây các mấy cái đôi giày cao gót mày gói vào cuồng vào túi bóng đi. Vài hôm nữa thì là cụ thằng Tú nó về quê là cho cái đôi giày ấy tống về quê để các cụ giữ cho. Còn đâu là mua mấy đôi dép lê đi, không mày hay đi giày cao gót lắm. Bao giờ đẻ xong thì muốn cao hay cao, cao đến chục phân hai phân được. Còn bây giờ mang về quê cũng giữ cho không có đi gì giày cao gót đi chạy học ngã cái chết. Nhớ chưa? Thế thôi. Đấy. Mày thấy cụ chọn cho cháu ngoan thế chưa nào? Hả? À, tao chọn cho con cháu viên thế có chưa không? Cảm ơn cụ. Tại vì cụ thấy nó đi dạy, biết chưa? Cụ thấy nó có cái bằng. Thế cụ bảo là mẹ thế thì cháu cụ cũng phải lấy mày thôi. Thế là cụ săn nó ve mãi mới lấy được nó đấy. Nhớ chưa? Hắn ve cháu mình còn tấn công có đổ đâu. Thế thằng Tú nó bảo cụ ơi, cụ luôn rủi cho con Dinh đấy, cái cô Dinh để cô lấy con. Đầu tiên con Dinh nó còn từ chối nó bảo em không lấy chồng. Thế là các cụ xoa mắt xoa mũi tự nhiên đấy. Đang đi thế là ngã lao vào cháu mình. Thế là tao lao cho bố mày đi chặt vào thế là mày chết chứ. Thế là cháu mình chết thôi. Thế là nó phải gật. Nhưng mà được cái con này nó tử tế. Bố mẹ nó hiền lành. Nhà nó thì không giàu. Nhưng mà mình không phải lấy giàu nhà nó mà lấy cái tốt tính của nó. Con nhớ chưa? Mày thấy các cụ thế mà bây vợ chồng mày này còn đi tìm các cụ này còn chạy đâu buôn chưa lê. Không con ngồi trong chồng mày ấy thằng tình đây là thế còn đây cái bình thì tao không nói tao gọi con cái bình cái là phải biết lỗi lò vào giờ thế còn về đợt này thì mua cho cụ cái đài ATM mấy đứa này có điện rồi mua cho cụ cái tivi xem cho nó thật sự nhá cái tivi gì đấy mấy ai lại mua cho cụ đôi mấy mua cho cụ đôi thùng gánh nước mấy móc xích mấy con mèo mấy mua cho cụ cái cối bây giờ giàu mấy cây thay đây đừng chờ ấy giàu mấy này mua cho cụ không lấy nhiều đâu mua đôi quăng gánh cái rồi là đây mua cho cái thúng cái mũng cái mẹt cái ca xuống đây thì cụ vẫn làm thế còn này có cụ tập cấy gạo ngon lắm mày cô lấy để cho một ít để mà xuống đây tao cho về mà lấy một thằng anh. Mày biết bác cụ tát được cái tội gì không? Tát được cái tội không dạy được vợ. Chỗ cách là cứ ăn phụng em nhé. Mày bảo vợ mày đi chung với chàng đàn ông chàng phải dạy vợ chứ. Báo cáo cụ không nếm đi ạ. Chỗ cách cho mày nếm đi em nếm có cả thịt. Cuốn theo à? Bây giờ lên lên thức ông thức bà rồi. Cứ
tát anh là cái tội không bảo được anh ấy. Thì em nấu thuốc lấy mà có sợ mặt nhà chưa? Không có liền kẻ hả? Không có. Thế nào bây giờ mình biết ý. Nhỗ tết các cụ này cứ thử. Mới lên lịch sự đấy. Nhớ chưa con? Người ta bảo đấy, ngày xưa bố mày có bà biết đi. Mày đã về mày đi. Mày mẹ mày xem. Nhớ chưa? Ăn chó máu liêu là chết rồi bố mày. Nên là người ta gọi là chó máu liêu đàn bà, ăn chó máu liêu là người ta ghét. Còn bây giờ các cháu mày muốn con cái, bây giờ bất chợt các cụ đi Hà Nội các cụ về, mà các cụ nhìn thấy thế là các cụ ghét. Mà các cụ không đậu cho các cháu nữa thì con khổ thôi. Nhớ chưa? Đấy cái tát là cái tội em không dạy được vợ anh. Vậy là một cái việc dỗ Tết nhà mình nào. Tốt nhất là cháu nhanh nhẹn một tí. Con nhớ chưa? Lần nào chồng mày đi ăn cỗ cũng có được chồng mày đi trước mày bãi mày đi. Mày là đàn bà con gái mày phải đến sớm mà làm cho người ta chứ. Hôm mai kia nhà mình có công to việc lớn người ta đến cứ chồng đủn chồng đi trước. Nhớ chưa? Mình đến mình còn dọn dẹp cho các bác, các cô, các chú. Anh em bên nội bên ngoại con nhớ chưa? Kể cả bên ngoại nhà con. Con cũng phải đến sớm. Đến đây cái công việc công to việc nhỏ lúc khi nhà mình có cái việc gì cái là các cậu các bác ở bên đấy các gì nó chạy sang ta giúp đỡ nhà mình ngay. Bây giờ cũng đúng cho chồng, chồng mày thì làm được cái gì, chồng mày là đàn ông thì đến đây thì ngồi uống nước làm cái gì, bao giờ chồng đi sau cũng được còn mình đi trước đi, về nhà anh em bên nội bên ngoại nhớ chưa? Vâng, con nhớ rồi. Còn đợt này có cháu lên Hà Nội chồng cháu, còn đằng này ở nhà. Đấy, xong rồi nó rộng rộng cái là lôi con nó về thế này mình trông nó. Còn ông này đấy, bây giờ nó bé là phải tên cho nó trông non cho con lắm. Thế còn mỗi tháng con nhà mày đi dạy học là mỗi tháng được hơn 10 triệu đấy. Tao độ cho đấy, dạy thêm để lấy một khối tiền đấy. Thế nên vợ chồng mày cứ yên tâm để tao mua nhà cho cháu. Thế còn bỏ mỗi cái tội anh Phụng này là được. Nhớ chưa? Mấy cái ai đừng để mất chân gà mới dãi của cụ này được. Nhớ chưa? Thì tiết đi. Thì tiết cụ cũng ăn rồi. Đâu có bỏ vào đấy. Quá thật chất. Nhá. Tao về tao thấy vợ mình ngồi nù ở bếp gắn chân gà. Mới ăn dãi mới gắn tiết. Đấy này tao cười. Thật may một thông ra. Lần tới. Lần nhìn tao cười. Nhớ chưa tại sao các cụ này dạo làm cái gì đấy? Nhớ chưa con? Thôi, ta chỉ biết mua cái thằng em không tới. Và nó thì nó ngoan. Nó không mất dạy gì nhưng một cái là cái dỗ Tết anh em họ hàng. Nó cười, em cười, nó ị, nó đi sau. À, nó có nói. Âm người ta nhìn, người sống người ta sẽ để ý. Chính là người sống người ta sẽ để ý nhiều. Bởi vì anh đến làm giúp người ta sẽ để ý. Người âm người ta cũng sẽ để ý thì người trần người ta sẽ để ý. Nhớ chưa? Thế đó còn vợ chồng mày về đi, ta lên Hà Nội cơ. Ta lên Hà Nội ta chưa về đâu, còn cháu nó đang to. Ta lên đấy thì tao đọc cho cháu nó đi được thêm gì đấy. Chúng ta cũng đi về đấy. Ôi. Con ở ngoài con đây. Phụ lý viên ơi mà báo mộng con cháu phụ vừa xem có cách nào bắt cho mà bài chồng mày đang tuần sau đấy. Phụ ơi. Không, con ở ngoài họ ăn các cụ thì con là con nhiều nên rồi không biết các cụ đang ở chỗ nào, con không thấy các cụ đâu mà bây giờ con cháu tôi lên dám nhớ đi không, nhưng con này con tâm con nhớ cụ là cụ dạy con cháu tốt quá là con nhớ cụ ạ. Thế thì hôm nào bác xuống đây chơi thế tôi nhìn có tiền thì nhìn rồi bây giờ mà để đây thì mất chỗ. Cái gì đấy? Cháu biếu cổ. Mày biếu à? Ô thế tưởng mày đi giờ mày lại biếu à? Con Hải ngồi đấy. Mày nhổ lít mày đi giờ. Mày con ngồi đây. Nhổ con chó chằn, nhổ con lít rồi con ngồi đây. Giò bao. Bé con cho cụ yếm chờ cái bao tự học. À chết rồi quên đấy, vợ chồng mày. Quanh năm biếu quần áo chả có chi lít gì. Mấy đôi chi lít. Con mua nhưng mà người ta bán làm sao con mua làm vậy con biết đâu. Chả có biết cái tao biết mặc không biết quần cổng của quần giày tao thì biết cần. Từ thời bố mẹ tao cũng chả có chi lít.